Sau 3 năm ly hôn Lưu Khải Uy, Dương Mịch khiến nhiều người xót xa chỉ một câu nói. Sau 3 năm ly hôn Lưu Khải Uy, những quan niệm tình cảm hôn nhân của Dương Mịch cũng có những suy khác biệt quá lớn. Mới đây, Dương Mịch đã nhận lời phỏng vấn tạp chí và có những tâm sự về cuộc sống và tình yêu của chính bản thân mình. Với những câu nói của Dương Mịch, khiến ai cũng không khỏi thở dài rằng cô ấy đã trải qua quá nhiều điều. Nhưng sau cùng, nữ diễn viên tam sinh tam thế thập lý đào hoa cũng có một cuộc sống trọn vẹn và bình yên sau những thăng trầm. Khi được hỏi có mong đợi tình yêu không, Dương Mịch tâm sự, tôi mong chờ nó mỗi ngày, nhưng tôi không đặt nó quá nhiều kỳ vọng. Cá nhân tôi luôn cảm thấy rằng, nếu bạn cứ mong ngóng, khát khao thay vì để mọi thứ tự nhiên như nó vốn có, tình yêu sẽ thay đổi hương vị. Kỳ thực tình yêu không quan trọng như bạn nghĩ, nó chỉ là một trong nhiều trải nghiệm trong số rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời bạn mà thôi. Dương Mịch nhìn vẻ bề ngoài không có vẻ bị ảnh hưởng bởi rắc rối của đời sống riêng. Nhưng thật sự, cô ấy nói tất cả những điều xảy ra và biến mất trong cuộc đời đều có ảnh hưởng với cô ấy thôi chứ người khác không liên quan gì. Nữ diễn viên cho biết, tôi là một người sống tình cảm, không phải vì không làm được thì cho rằng không ai có thể làm được giống mình. Có người nói rằng, Dương Mịch may mắn đặc biệt nhưng cô ấy phủ nhận, tôi chỉ luôn cố gắng mà thôi, nếu bạn không công nhận điều này thì không có nghĩa là tôi không làm. Nếu cố gắng làm để người khác xem thì đó không phải là làm thật. Về mặt khả năng đối mặt với thế giới tàn khốc này chậm im lặng nhưng kiên quyết. Dương Mịch cho biết cô chưa từng đối đầu với bất kỳ ai bởi vì cô không có quá nhiều kỳ vọng vào thế giới này bởi cô luôn cảm thấy được sống sót là một điều kỳ diệu. Còn về việc làm thế nào để sống hạnh phúc, Dương Mịch cho rằng không có vấn đề gì nếu nó không đủ sâu. Đây là một vấn đề lớn trong cuộc sống của cô. Cô thẳng thắn nói rằng mọi người đều có câu trả lời khác nhau về vấn đề này. Khi nói về tính cách ngoài đời cũng như các vai diện của mình, Dương Bịch cho biết rằng bản thân mình là một người tương bị động trong tình yêu, nhất định không chủ động theo đuổi một ai đó, đặc biệt là trong cuộc sống của chính bản thân mình. Vì vậy, khi lựa chọn vai mới trong Học Châu Phu Nhân, cho cô một cảm giác mới mẻ về việc trở thành một diễn viên. Ngoài ra, Dương Bịch cũng cho biết, trước đây truyền thông thường khoát cho cô với vẻ ngoài độc lập, bảnh mẹ, nhưng thật ra cô chỉ là một phụ nữ bình thường và tích cực theo đuổi, luôn tìm kiếm hạnh phúc bình dị, đơn thuần như bao người phụ nữ khác. Ở tuổi 35, nhưng mình cảm thấy cuộc sống của mình rất thú vị. Cô tiết lộ trước đây bản thân cô từng tưởng tượng, nếu chủ động cho cái chết, cô tự đặt mình là 60 tuổi. Nữ diễn viên Học Châu Phu Nhân còn cho biết rằng, vẻ đẹp không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi suy nghĩ trước đó. Khi đó ta gần như là tuyệt thế gia nhân, có thể từ biệt thế gian mà không hối hận. Khi được hỏi điều gì khiến bản thân không hài lòng trong hiện tại, Dương Mịch nói đó chỉ là những thứ nhỏ nhặt như phải dậy sớm hay đói hoặc không thể đi chơi thoải mái. Từng là một diễn viên nhí, đồng chung với rất nhiều tên tuổi lớn như Thành Long, lớn lên Dương Mịch vẫn lựa chọn con đường diễn xuất khi thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, để rồi đi từng bước trở thành một trong những hoa đàn 85 và nữ hoàng rất tinh của màn ảnh hoa ngự. Ở đỉnh cao sự nghiệp, vào năm 2014, Dương Bịnh bất ngờ kết hôn với Lưu Khải Uy và được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí bởi những cử chỉ tình cảm mà bộ đôi dành cho nhau. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này kết thúc vào năm 2018, khiến người hâm mộ của họ tiếc nuối. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với Lưu Khải Uy vào cuối năm 2018, Dương Bịnh gần như không còn chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm của mình, thậm chí dù nhiều lần vướng tin đồn tình ái cùng đàn em Ngụy Đại Huân, nhưng Dương Bịnh vẫn nhất quyết giữ im lặng.